Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày thứ bảy cuối tuần. Và em Tuấn cũng tranh thủ giới thiệu đến quý vị các bạn một số những chiếc đài mới về cửa hàng. Và đợt này nó về khá là nhiều nên là em Tuấn cũng chưa kịp lên sóng, chưa kịp quay chi tiết cho các bác, nên là em Tuấn sẽ lướt qua một lượt nhá. Để bác nào mà đang cần tìm cái model nào, đang yêu thích cái model nào thì hãy alo cho em, hãy điện thoại cho em hoặc là hãy kết nối Zalo cho em. Số điện thoại của em là 0822 111 444 nhá. Đây số điện thoại của em đây các bác nhá. Và địa chỉ cửa hàng ở xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nhà em đang ngay đường mặt trục chính, đường nhựa gần cây xăng xã Hồng Sơn, thì các bác có thể là ghé qua tham khảo trực tiếp cũng được. Và hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu lướt qua sơ bộ một loạt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc đài di sinh, dòng đài 1616. Dòng này hôm trước em cũng có về được một chiếc và đã giao lưu với một bác khách ở trên Mỹ Đình, Hà Nội. Và đến ngày hôm nay thì lại về thêm một chiếc nữa. Đấy, chiếc này thì nó chạy điện 220 nên là rất là dễ dùng, không sợ cắm nhầm điện và tiếng của nó rất hay. Sở hữu cặp loa bát toàn giải 16cm nhá. Chất âm của nó rất là mộc và hay. Giá em đang dự kiến giao lưu với giá là 2.900.000 đồng. Giá rất là tốt ạ. Hai cửa băng các bác nhá. Hai cửa băng. Đây. Đó. Hai cửa băng. Tiếp theo ở phía dưới là chiếc Sharp GF800. Chiếc này mang màu sắc màu trắng. Dòng đài rất là hiếm gặp trên thị trường. Dòng đài Sharp GF800 thì đa phần nó là màu ghi xám. Nhưng màu này màu trắng thì rất là hiếm nhá các bác nhá. Hàng bãi về đẹp và nguyên bụi, em Tuấn cũng chưa có thời gian dọn vệ sinh đâu. Thì bác nào một là có thể là cọc tiền thì em sẽ bắt đầu vệ sinh luôn, hoặc là em sẽ có thời gian rảnh sẽ vệ sinh sau. Trước này em đang dự kiến giao lưu với giá là 9.500.000 đồng. Máy tuyệt đẹp các bác nhá. Ở phía sau đây là hai chiếc đài Sharp GF VKF939 màu đen, hai chiếc máy bãi. Trước phía trên em đang giao lưu với giá là 14 triệu và trước phía sau là phía dưới là 16 triệu. Hai chiếc Sharp màu đỏ. Đấy, về cũng đợt trước mà cũng chưa có thời gian sờ tay tới các bạn. Trước này là chiếc 6950 một cửa băng, giá 6.500.000. Bên này là chiếc GF550 hai cửa băng, giá 7.500.000. Sau đây là chiếc Sony CFD 3/7. Ở trên này là chiếc Sony 715. Chiếc CFD 3/7 này đang giao lưu với giá là 8.500.000. Chiếc Sony 715 này mới dọn xong, máy mộc mạc nguyên bản nhé, sơn nhựa nguyên. Ở đây cái cửa băng này nó hơi bị bay màu một tí nhá. Và em Tuấn cũng đang để nguyên bản, chắc cũng phải tỉa qua một tí cho nó đẹp. Nhưng mà đang nguyên bản nên là em Tuấn cũng đang ưu tiên. Giá 2.500.000. Ở bên này chúng ta sẽ có chiếc Natural C46 ạ. Đấy, chiếc này mới về đấy ạ. Đẹp lắm các bạn, hàng tuyển chọn đấy. Trong một lô bãi về thì nó sẽ có những cái hàng đẹp và những cái hàng bình dân, trung bình khá. Thì những chiếc cây đẹp thì sẽ lựa ra và sẽ bán cho một đại lý khác mà chuyên hàng đẹp, ví dụ thế. Thì em này thì đa phần thì những cái máy bãi về thì em lại thích hàng đẹp nên là phải chọn lựa riêng ra, và tất nhiên giá họ để cho em cũng rất là cao. Đẹp lắm các bạn, không tì vết nhá. Dành cho bạn nào yêu thích dòng Natural thì hãy liên hệ với em. Natural GX C46, giá em đang dự kiến giao lưu là 5.500.000. Tuyệt đẹp các bác nhá, xin nhắc lại ạ, tuyệt đẹp. Phía dưới là chiếc QT90 màu vàng, hay còn gọi là QT90 Gold. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 11.500.000. Hàng siêu tầm, tiếng cực hay. Chiếc này có một đặc điểm hay hơn QT88 là điện áp 220, hàng Nhật Bản xuất châu Âu. Đấy, tương thích với điện Việt Nam, không lo cắm nhầm điện, không phải cục nguồn. Tiếp theo là chiếc Natural F33. Chiếc này mới về và em Tuấn cũng chưa kịp lên sóng. Máy xuất sắc nhé. Chỉ hai từ xuất sắc thôi. Hàng tuyển chọn, giá 4.500.000. Phía trong là chiếc Sharp QT88 màu đỏ, hàng chiến lược của cửa hàng rồi. Hàng này thì đếm trên đầu ngón tay ở cả nước Việt Nam luôn, cực hiếm. Chiếc này đang giao lưu với giá là 24 triệu các bác nhá. Tiếp theo là chiếc QT88. Chiếc này thì đã về từ đợt trước và em cũng đã có video riêng rồi. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 10.500.000. Để các bác nhìn này, bụi em cũng để cái bụi bặm như này. Chắc có mấy hôm nữa phải xách sang bên cửa hàng số 2 bên quán cà phê bên kia cất đi, chứ để đây nó bụi quá. Phía sau là chiếc Sony 1133. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 1.800.000 nhá. Đấy, giá cũng rất là tốt. Dòng này thì chất âm cực ấm. Loa của 1133 tiếng rất hay. Bên cạnh đây là chiếc QT70. Chiếc này máy không được đẹp lắm á, nó tương đối thôi. Được cái là mang màu sắc màu đỏ, một cửa băng và nhìn form nó gọn đẹp. Và em đã dự kiến giao lưu với giá là khoảng 2.300.000. Đúng rồi, 2.300.000 nhá. Đó. Chiếc này mà đẹp thì giá nó khoảng độ 3.800.000-4.000.000 các bác nhá. Dòng QT này nó đắt lắm. Tiếp theo là chiếc Sharp GFA10 mới về. Máy tuyển chọn các bác nhá.
hàng tuyển chọn mới về, mới đổ bộ về cửa hàng vào tối hôm qua. Và em đang giao lưu với giá là 3,2 triệu. Hàng tuyển chọn. Ở trên đây chúng ta sẽ có chiếc QT88 trắng. Chiếc này thì em đang để dọn nhá. Máy hàng bờ về nhưng mà đang để dọn. Dự kiến giao lưu từ tầm 8 triệu rưỡi nha các bác nhá. 8 triệu rưỡi 9 triệu. Đấy, làm xong thì em sẽ giao lưu khoảng đó. Phía dưới đây là chiếc Sony 1085. Em đang giao lưu với giá là 2,6 triệu. Chiếc trên là chiếc Saab 319. Em đang giao lưu với giá là 1,5 triệu đồng. Đấy, những cái giá hơn 1 triệu thôi. Chạy tốt hết các bác nhá. Tiếp theo là chiếc Saab 319 và em đang giao lưu với giá là 1,8 triệu. Đấy, chiếc này thì đẹp hơn chiếc kia một xíu. Đây là chiếc đài Brazzer, một dòng đài của Nhật Bản, một thương hiệu cực kỳ là lớn, và đây là hàng tuyển chọn cực đẹp và cũng cực hiếm các bác nhá. Ít các bác biết cái dòng đài này. Dòng Brazzer này thì nó có cả sản xuất cả âm ly Nhật nữa. Âm ly đài Nhật rất nhiều. Máy thì cực kỳ đẹp. Mang màu sắc màu đỏ bọc đô. Chiếc này thì em đang giao lưu với giá khoảng độ 3,8 triệu nhé. Rất đẹp. Phía sau là chiếc Sony 1065. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 2 triệu các bạn. Giá 2 triệu. Dòng rất là bền bỉ, cơ đứng rất là bền. Nồi đồng cối đá, giá hợp lý. Giá 2 triệu các bạn nhé. Bên cạnh là chiếc QT88. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 10,5 triệu đồng. Máy bãi về. Cũng rất hiếm trên thị trường ạ. Đấy, các bác cứ tham khảo đấy ạ. Không phải là em Tuấn có hàng mà em Tuấn nói bốc lên đâu. Các bác cứ thử search tìm QT38 mà xem, màu đỏ. QT37 thì nhiều nhưng QT38 thì rất hiếm. QT38 thì chạy điện 220 nhá. Đó, đó là một cái đặc điểm rất hay của QT38. Phía sau đây là chiếc Sony 3800. Chiếc này máy bãi về, em đang giao lưu với giá 4,5 triệu. Dòng loa bầu dục đấy ạ. Cực VIP. Tiếp theo là chiếc Sanyer VKU4MK3. Đấy, chiếc này thì hàng bãi tuyển chọn và giao lưu với giá là 4,5 triệu. Cực đẹp các bác nhá. Phía sau là chiếc QT88 màu xám. Chiếc này thì dành cho bác nào mà đang tìm dòng QT88 màu xám mà giá hợp lý nhá. Em đang giao lưu với giá là khoảng độ 8,5 triệu nhá. Đấy, giá rất là tốt. Chiếc này thì là giá 10,5 triệu này. Đấy, nó đẹp hơn. Đó các bác nhá, tiền nào của đấy. Ok. Và bên này nữa, em sẽ quay qua bên này. Đây, một số hàng mới về thì cũng chưa có thời gian đụng chạm gì cả. À, đây lại một chiếc Sanyo nữa. Chiếc này chiếc VKU4MK3. Chiếc này thì không đẹp bằng chiếc kia nhá. Em đang giao lưu với giá khoảng 3,5 triệu. Đấy, chênh nhau mất 1 triệu. Đấy, các bác này, có hai chiếc mà chênh nhau 1 triệu. Đấy, em xách ra để các bác có thể có sự so sánh. Nếu không các bác lại bảo là em nói sai. Đấy, sự thật nhá. Đấy. Đây, chiếc này là chiếc máy bãi tuyển chọn này. Đấy, giá 4,5 triệu. Còn chiếc này là hàng sưu tầm về thì nó chỉ có 3,5 triệu thôi. Đấy, hình thức thì nó có thể là nó cũ hơn một xíu. Thế nhưng mà hoạt động thì vẫn tốt nhá. Cũng đều là hai cửa băng và cùng một model. Đấy. Ok. Tiếp theo thì em Tuấn sẽ giới thiệu sang bên này. Lại là một chiếc Sony CFD CD367 mới về nữa. Chiếc này thì em đang giao lưu với giá khoảng 7,5 triệu nhá. Tiếp theo là dòng Saab GF202. Một chiếc máy rất đẹp. Máy bãi về ạ. Tuyệt đẹp. Tuyệt vời không ạ? Loa toàn giải bát. Bát này phải khoảng độ 16 đấy ạ. 16-17. Cực đẹp các bác nhá. Hàng bãi tuyển chọn. Miễn chê. Tiếng của nó thì rất hay. Đấy. Quá đẹp luôn ạ. Trước này thì em đang giao lưu toàn quốc với giá khoảng 5,5 triệu các bác nhá. Giá rất tốt cho chiếc Saab GF202ST này. Giá này này là rẻ hơn đợt trước đấy. Khoảng độ 700-800 ngàn cho đến 1 triệu đấy. Trước này mà đẹp, đợt trước là giao lưu hơn 6 triệu cơ. Tiếp theo là một chiếc Sony 1980. Chiếc này thì giá hợp lý lắm. Giá 3 triệu đấy. Máy cũng tương đối đẹp. Giá 3 triệu các bác nhá. Máy về thì các bác đừng hỏi tại sao là có bụi ạ. Vì là em cũng chưa có dọn. Nó cũng đang để ở cửa hàng thôi. Thế bác nào mà đang có nhu cầu thì em sẽ dọn trước. Chẳng hạn thế cọc tiền thì em sẽ dọn trước chiếc đó. Hoặc là em sẽ lên sóng dần dần. Thì em phải có thời gian để dọn từng trước một. Đó. Và một lần nữa em Tuấn xin dừng video ở đây. Rất là cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và cũng như là ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe nhá. Thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị các bạn.